Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Nhà Gió. Đừng quên đăng ký kênh để theo dõi các nội dung thú vị mỗi ngày nhé. Đại tướng quân chiến thắng trở về, ngày khải hoàn về kinh, lại bị tặng cho tiểu vương gia làm nam sủng, nhất thời toàn triều chấn kinh, xôn xao bàn tán. Tiểu vương gia từ nhỏ cơ thể yếu ớt nhiều bệnh, hoàng thượng cưng chiều nhất đứa em trai yếu đuối này của mình, bình thường muốn sao có sao, muốn chăng có chăng, không ngờ tới hôm nay tiểu vương gia lại đánh chủ ý lên người đại tướng quân công cao lao khổ. Rõ ràng là chuyện ngang ngược vô lý. Đối diện với những lời khuyên can của các đại thần, hoàng thượng khó hiểu hỏi ngược lại. Đệ đệ của trẫm nhìn chúng đại tướng quân, đó là phúc phần của y có gì không bằng lòng chứ? Các đại thần nghe vậy đều cạn lời, cũng không còn cách nào để chữa trị căn bệnh cùng em trai này của hoàng thượng. Ai cũng biết đại tướng quân tính tình nóng nảy, dựa với cơ thể yếu ớt bệnh tật nhiều năm đó của tiểu vương gia, chịu không nổi một cú đấm của y. Các đại thần chỉ đành cầu phúc cho tiểu vương gia mà thôi. Quả nhiên lần đầu gặp mặt, đại tướng quân đã dùng ánh mắt khinh miệt nhìn tiểu vương gia, chuẩn bị cho tiểu vương gia biết thế nào gọi là lễ hội. Giây tiếp theo, trong lồng ngực đại tướng quân nhiều thêm một thân thể mềm mại thơm thơm. Tiểu vương gia xoa cái trán đỏ bừng, vô cùng tự tin trách móc. Sao cả người ngươi đều cứng như vậy? Đau quá đi. Đại tướng quân chỉ cảm thấy chỗ nào trên người tiểu vương gia cũng mềm mềm. Toàn bộ lửa giận nghẹn trong cổ họng không có cách nào phát tiết. Y có thể đánh thắng vạn người, nhưng lại giơ tay chịu trói trước tiểu vương gia thích làm nũng. Hơn nữa tiểu vương gia thực sự yếu ớt, vừa chạm vào đã bầm tím một mảng. Nhìn thấy vậy ánh mắt đại tướng quân có rút, trực tiếp túm lấy cổ áo của tiểu vương gia. Ngươi đừng có chạy lung tung, sẽ bị thương đó. Sau này, đại tướng quân tính tình nóng nảy trở thành thị vệ bên người tiểu vương gia. Các võ tướng thấy vậy ngơ ngác. Không phải đại tướng quân ghét nhất là những kẻ yếu ớt à? Hiện giờ sắp cưng chiều tiểu vương gia đến tận trời rồi. Không lâu sau, hoàng thượng tới phủ tiểu vương gia làm khác. Nhìn tiểu vương gia mềm nhũn nằm trên giường, nụ cười trên khóe môi liền đông cứng. Hận rèn sắt không thành thép khóc lớn. Đệ đệ à, ta tìm nam sủng cho đệ, không phải để đệ làm nam sủng. Cảm ơn bạn đã xem hết video. Nếu yêu thích đừng quên like, share và để lại bình luận cho chúng mình biết nhé. Đừng quên đăng ký kênh để theo dõi các phần mới nhất nha.